Kính chào quý vị khán giả của bản tin Người Việt Bốn Phương. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Hội thảo Kinh tế Việt Nam tại Paris tranh luận về những cải cách kinh tế và tài chính để thúc đẩy đầu tư nước ngoài và tính cạnh tranh của doanh nghiệp Việt. Ca sĩ Khánh Ly trở về nước, ra mắt tùy bút đằng sau những nụ cười, chia sẻ những kỷ niệm gắn bó với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Kênh truyền hình quốc gia Deutsche Welle của Đức ca ngợi phương thức sản xuất sáng tạo của người nông dân Việt Nam. Thưa quý vị, vào ngày 11 tháng 6, Thương vụ Việt Nam tại Paris và Hội các nhà khoa học và chuyên gia Việt Nam tại Pháp đã tổ chức hội thảo bàn tròn kinh tế Việt Nam với sự tham dự của nhiều học giả và chuyên gia kinh tế người Việt Nam và Pháp. Hội thảo này tiếp nối sự kiện do Viện Quan hệ quốc tế của Pháp tổ chức với chủ đề Cải cách kinh tế Việt Nam, vai trò của các đối tác chiến lược mới nhằm giới thiệu các cải cách chính phủ Việt Nam đang tiến hành. Theo ông Nguyễn Cảnh Cường, tham tán thương mại Việt Nam tại Pháp, mục đích của hội thảo là để các học giả và chuyên gia đưa ra những phân tích về thực trạng kinh tế Việt Nam trong thời điểm Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và EU đang trong quá trình đàm phán ở giai đoạn cuối. Hội thảo đã bàn tới các đề tài cải cách kinh tế và tài chính Việt Nam nhằm thúc đẩy đầu tư nước ngoài và tính cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam. Các diễn giả và đại biểu đã thảo luận những chính sách kinh tế đã được thực hiện tốt trong thời gian qua, cũng như các bất cập cần khắc phục, đồng thời cho rằng cần tận dụng những thuận lợi và ảnh hưởng tích cực của nền kinh tế thế giới nhằm nâng cao hiệu suất của nền kinh tế, nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp, giúp nền kinh tế Việt Nam hội nhập nhanh hơn vào nền kinh tế thế giới. Trong tháng 5 và tháng 6, thì lễ hội ngôn ngữ và văn hóa 2015 với nhiều hoạt động sôi nổi đã được tổ chức tại một số thành phố ở Na Uy như Trondheim, Moss và Oslo. Lễ hội nhằm mục đích khuyến khích người dân sinh sống ở Na Uy, nhất là thanh thiếu niên, cùng giao lưu, biểu diễn, ca múa nhạc và thúc đẩy đa dạng văn hóa, hướng tới việc tăng cường hiểu biết về các nền văn hóa dân tộc khác nhau đang hòa hợp trên mảnh đất Na Uy. Đại sứ quán Việt Nam đã tham gia lễ hội ngôn ngữ và văn hóa ở Oslo với quầy trưng bày đồ thủ công mỹ nghệ, áo dài truyền thống dân tộc, sách báo bằng tiếng Anh, giới thiệu các lễ hội, truyền thống văn hóa các dân tộc ít người trên lãnh thổ Việt Nam, giới thiệu về biển đảo du lịch Việt Nam, đồng thời những món bánh truyền thống dân tộc. Một số đại sứ quán khác ở Oslo cũng tham gia lễ hội với quầy trưng bày sản phẩm mỹ nghệ hoặc giới thiệu trang phục ẩm thực. Một số thanh thiếu niên thuộc các cộng đồng nhập cư tham gia biểu diễn và dự thi ca múa nhạc. Chương trình 40 năm người Việt hội nhập và phát triển tại Cộng hòa Liên bang Đức sẽ được tổ chức tại Trung tâm Thương mại Đồng Xuân vào ngày 28 tháng 6 tới đây. Đây là thông tin được ban tổ chức công bố tại buổi họp báo giới thiệu sự kiện vào hôm 11 tháng 6. Theo đại diện ban tổ chức chương trình, 40 năm người Việt hội nhập và phát triển tại Cộng hòa Liên bang Đức là một buổi họp mặt lớn nhất từ trước tới nay của người Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức. Sự kiện là dịp gặp gỡ của các thế hệ, là sự kiện quan trọng trong năm 2015 nhằm hướng tới kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Đức. Chương trình cũng là hoạt động tuyên truyền tinh thần hội nhập tới tất cả bà con cộng đồng người Việt đã và đang sinh sống tại Cộng hòa Liên bang Đức, con đường dẫn đến thành công. Cùng với đó, sự kiện cũng là lời tri ân của cộng đồng người Việt tới những người bạn Đức đã giúp đỡ trong suốt thời gian qua. Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của bà con cộng đồng tại đây. Việt Nam cận cảnh cuộc chiến tranh là tên triển lãm diễn ra tại Hà Nội từ ngày 12 đến ngày 26 tháng 6. Đây là lần đầu tiên bộ ảnh quý gồm 58 bức ảnh miêu tả cận cảnh cuộc chiến tranh Việt Nam của hãng thông tấn AP được giới thiệu. Và bên cạnh ảnh của những phóng viên chiến trường nước ngoài, phóng viên ảnh Nick Wood cũng đóng góp cho triển lãm bức ảnh Em bé Napalm. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên ảnh Nick Wood, ông đã chia sẻ cảm xúc của mình cũng như những dự định trong lần trở về này. Xin chào ông, cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin ông cho biết cái cảm xúc của mình khi giới thiệu các bức ảnh về chiến tranh Việt Nam, đặc biệt là bức ảnh về em bé Napalm. Tôi rất là mừng khi mà trở lại Việt Nam kỳ này do thông tấn AP triển lãm giới thiệu qua những bức ảnh của chiến tranh Việt Nam. Cũng trong những bức ảnh này là do anh của tôi và những người đồng nghiệp cùng làm cho AP. Trong đó có bức hình của Kim Phúc là bức hình của Bo Nam Ban. Bởi cái hình Bo Nam Ban 43 năm rồi vẫn còn nhắc nhở. Không bao giờ ai quên được cái hình này. Thì cái hình này đó, nó biểu tượng chiến tranh Việt Nam rất là quan trọng. Có nhiều người Việt Nam đi qua bên Nam Mỹ, họ biết Việt Nam ở đâu. Họ nói tôi chỉ biết cái hình cô bé chạy thôi là họ biết là Việt Nam. Thành ra cái hình Bo Nam Ban nó rất là quan trọng của lịch sử chiến tranh Việt Nam.
được biết trong lần trở lại Việt Nam lần này, ông có tham gia đấu giá từ thiện các bức ảnh về Việt Nam. Vậy thì xin ông cho biết cái mục đích chính của cái công việc này là gì ạ? Khi mà tôi trở về thành phố Hồ Chí Minh tuần rồi thì có Gia Bảo và cô Ánh giới thiệu tôi bán đấu giá 5 bức ảnh. Thì tuần rồi tôi rất vui trong đời tôi là được bán 5 bức ảnh để mà giúp các quỹ trái tim cho các em nghèo. Thì giá ảnh rất là cao. Tôi rất rất vui khi mà được tin là bán hơn nửa tỷ đồng Việt Nam để mà giúp các em nghèo. Thì tôi sẽ tiếp tục làm cái từ thiện để tìm nữa và đến tiếp tục để mà đem những bức hình khác để mà bán thì giúp cho các em nghèo. Năm nay là năm kỷ niệm 20 năm quan hệ Việt-Mỹ. Là một người Mỹ gốc Việt thì ông mong mỏi điều gì nhất ở mối quan hệ giữa hai nước ạ? Tôi là một người Việt Nam quốc tịch Mỹ, đã sống tại Mỹ gần 40 năm. Thì khi mà quan hệ Mỹ 20 năm nay, tôi thấy Việt Nam và Mỹ gần gũi nhau hơn nữa để mà quên những cái gì quá khứ. Thành ra tôi rất vui khi mà người Mỹ đã kinh tế vào Việt Nam. Ví dụ tôi sống ở Cali, tôi thấy những cái gì mà quần áo made in Việt Nam, tôi rất là vui khi mà được tin AP đã triển lãm tại Việt Nam. Tôi thấy cái hình những hình ảnh của chúng tôi đây là rất vui để mà giữa Mỹ và Việt Nam hàng đón và mũi nhau được. Tôi rất mừng. Xin trân trọng cảm ơn ông. Cũng tại Hà Nội, ca sĩ Khánh Ly nổi tiếng với dòng nhạc Trịnh Công Sơn đã chính thức ra mắt tùy bút Đằng Sau Những Nụ Cười với người hâm mộ tại Việt Nam. Cuốn sách này cùng với các đêm nhạc và phát hành các đĩa CD là những hoạt động nghệ thuật của bà hướng về quê nhà sau nhiều năm sinh sống tại nước ngoài. Lần đầu tiên ca sĩ Khánh Ly giao lưu với người hâm mộ Việt Nam trong không gian gần gũi như thế này. Những tâm sự chân thành về cuộc đời, con đường ca hát và cả những kỷ niệm vui buồn trong cuộc đời đã được ca sĩ chia sẻ với công chúng Hà Nội, nơi bà đã sinh ra. Cái quãng đời tôi trải qua 40 năm, nó không có êm ái như nhiều người tưởng. Nó không hề đơn giản. Và từ những cái khó khăn của đời sống, tôi hiểu nhạc của ông Sơn nhiều hơn. Đặc biệt, những kỷ niệm sâu sắc gắn bó với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã được ca sĩ Khánh Ly trải lòng qua những trang sách, cũng được bà chia sẻ với khán giả trong buổi hội ngộ này. Tôi hỏi anh Sơn, đời sống thì nó cần cái gì? Ông nói cần tấm lòng. Tôi nói bây giờ mình nghèo chết cha thì thấy không? Mình cần tiền, mình mãi không có được cái áo dài, mãi không có được một đôi giày. Ông bảo tấm lòng để ăn à? Ông chỉ nói rất là nhẹ nhàng, mai cứ sống với một tấm lòng đi, dù chẳng để làm gì cả, dù chỉ để gió cuốn đi. Mãi sau này đó, tôi thấy à, đúng như vậy. Tôi vẫn cứ tin vào cuốn sách của Khánh Ly, bởi Khánh Ly sẽ viết theo cái kiểu như là Khánh Ly hát và như là trò chuyện với chúng ta vậy. Trước đây thì tôi rất là hâm mộ giọng hát Khánh Ly rồi, nhưng khi đọc những gì Khánh Ly viết và tôi đã rất hâm mộ cái tài viết của Khánh Ly, nó rất chân thực, nó rất là gần gũi. Tại buổi giao lưu, ca sĩ Khánh Ly đã hát một số ca khúc, đặc biệt một bài hát mà bà muốn lần đầu tiên thể hiện là trên chính quê hương yêu dấu và cũng là những tình cảm của mình. Quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nào ai không nhớ, sẽ không lớn nỗi thành người. Sau Hà Nội, ca sĩ Khánh Ly sẽ tiếp tục giới thiệu cuốn tùy bút của mình và giao lưu với công chúng hâm mộ tại Huế, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Bà mong một ngày nào đó sẽ tái hiện những buổi du ca cống hiến cho khán giả mọi miền như bà đã cùng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng thực hiện tại nhiều nơi trên quê hương Việt Nam. Thời gian gần đây, Michelle Phan, chuyên gia trang điểm người Mỹ gốc Việt, được nhắc đến nhiều trên các trang báo làm đẹp. Cô hiện là chuyên gia trang điểm số 1 trên YouTube và cũng là một trong 30 người dưới 30 tuổi được vinh danh trên tạp chí Forbes. Hãy cùng tìm hiểu xem điều gì đã khiến cho cô gái 28 tuổi này thành công đến vậy. Xuất hiện lần đầu với một video hướng dẫn trang điểm cách đây 8 năm,
Đến nay, những video của Michelle Phan đã có gần 8 triệu người theo dõi và hơn 1 tỷ lượt xem. Nhiều người biết đến cô với biệt danh phù thủy trang điểm, nhưng không phải ai cũng biết về xuất thân, cũng như những nỗ lực theo đuổi đam mê của cô gái gốc Việt này. Tôi sang Mỹ cùng gia đình. Bố tôi bỏ đi khi tôi mới 6 tuổi. Ngoại ngữ không tốt nên phải đối diện với nhiều nỗi sợ hãi cũng như sự kỳ thị của xã hội. Đã có lúc tôi phải ngủ trên sàn và phải sống nhờ tem phiếu. Từ nỗi sợ hãi vì bị kỳ thị, Michelle Phan vươn lên từng ngày. Cô tìm tới nhiều khóa học để thử thách bản thân. Michelle học trang điểm, học âm nhạc, học nhảy múa và học tất cả mọi điều. Mẹ định hướng cho tôi theo học ngành bác sĩ, nhưng tôi quyết chọn theo con đường nghệ thuật. Theo đuổi nghề trang điểm, các video của Michelle Phan rất đa dạng và đủ phong cách. Người xem ấn tượng bởi khả năng biến hình thành người nổi tiếng như Angelina Jolie, Lady Gaga hoặc những nhân vật tưởng tượng như Bạch Tuyết, Thủy Thủ Mặt Trăng. Sự nghiệp của Michelle càng thăng hoa hơn khi cô kết hợp cùng hãng mỹ phẩm L'Oreal tạo ra dòng mỹ phẩm riêng có tên là Em. Không quan trọng xuất phát điểm của bạn như thế nào, điều quan trọng là bạn phải nỗ lực hết sức mình. Với hàng triệu người xem trên YouTube, Michelle Phan là hình mẫu của một phụ nữ hiện đại đạt được thành công bằng chính nỗ lực của mình. Do không phục người nông dân Việt Nam biết vươn lên khó khăn để sản xuất giỏi, mới đây trên kênh truyền hình của Đức, Dutch Weller đã phát sóng những hình ảnh và những câu chuyện hay về người nông dân nước Việt Nam, và đặc biệt là những câu chuyện này do chính những phóng viên Đức trực tiếp về Cà Mau ghi lại. Đó là câu chuyện về các hộ nuôi tôm ở Cà Mau khi tham gia vào một dự án nuôi tôm sạch, đồng thời bảo tồn và phát triển rừng ngập mặn. Nhờ cách làm này mà nhiều hộ gia đình đã có kinh tế khá hơn, và quan trọng hơn nữa là giúp bảo vệ môi trường cũng như sức khỏe của mọi người. Những phản ánh của phóng viên Đức cho thấy là trước đây, nhiều hộ nuôi tôm đã phá rừng ngập mặn trong quá trình nuôi với mong muốn gia tăng năng suất, nhưng giờ đây thì họ đang hành động để bảo vệ môi trường sống của mình. Các phóng viên Đức cũng tỏ ra rất không phục người nông dân Việt Nam khi họ biết vươn lên khó khăn và ngày càng tăng năng suất chỉ bằng những cách làm rất thô sơ và truyền thống. Cuối cùng, họ cho rằng sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam rất xứng đáng được chọn vào các thị trường khó tính như EU, Mỹ hay Nhật Bản. Thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin Người Việt Bốn Phương ngày hôm nay. Quý vị có thể truy cập vào hai địa chỉ website vtv4.vn hoặc trang YouTube chính thức của Ban Truyền hình Đối ngoại Đài Truyền hình Việt Nam để xem lại chương trình. Kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại. Heute.